Xin chào ông bà cô chú. Chào ông bà cô chú anh chị và các bạn. Yeah. Quyền xin kính chào ông bà cô chú anh chị và các bạn. Chào mừng cả nhà đã đến với kênh Ôn Gia Cuộc Sống ở Trung Quốc. Ấy, đóng cửa là anh chị. Anh này anh giao giao rồi nè cả nhà. Giao bây giờ mình để trong luôn. Kệ nó cũng không sao hết, cũng không ảnh hưởng gì hết. Rau người ta bỏ trong bọc như thế này nè bà cô chú, nó đâu có dơ gì đâu, nó không có dơ gì hết trơn á nè, đâu có dơ. Cái rau này từ hôm qua tới giờ người ta không chưa lại lấy nữa, nó cũng không có dơ gì đâu. Chỉ có đồ đông lạnh hay Quyền bắt buộc phải bỏ vô tủ lạnh đi thôi, ngoài nó hư thôi. Bữa nay tự đi rước. Chị gì chứ à? Hồi nãy chạy xe đẹp gặp hồi nãy chạy xe đạp gặp cô giáo ở ngoài đường á, ông bà cô chú, cô giáo còn hello nữa. Cô giáo về rồi mà học sinh chưa về. Không mất tiêu rồi. Bữa nay đem mền gì á? À, quên đây. Hả? 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 Đi rước thằng nhỏ mà cô giáo thấy Quyền, cô giáo kêu Giang tự đi ra. Hello. Trời. Hello. Mama nè. Mama xin má. Chào cô hào mama. Đây là 45 hào là. Chứ nó khoai tí chạy nó cái xiang chào nó cái xiang chào la khai la khai à. Đây à. Xiang chào la khai ai mình chứ hả? Xiang chào mình không chổ à. Bố, tôi không chổ. Vì vậy nó cái khoai tí hằn phóng biên nó cái sủi căng. Mình nhà tôi mà. Giá xuống xiang chào mình trông không đảo à. Quyền sinh cái gì này nè. Trồng rau quá. Tôi nói cái gì nữa đi thay cái gì ta la mà gì ta khai cho hết thứ mà thay hẳn sao chút rồi là tao phải ngồi chút khổ thôi thì cho thứ mà thay à. Ừ, mấy ở trên na bên cái hậu đó cái hậu na cái dạ thay à. Bây giờ na hải 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 chợ quảng chén chợ quảng chén chợ à quảng chén chợ cái na khai không phải là của tôi à. Không phải là của tôi à. Không phải là Ô, bố sư nỉ đa. Bố sư hô ta, nga tăng tắc thải ô, nga hắn nỉ tuyệt chung ô. Có mấy chung? Ô, nga nỉ có thải ấy. Ờ, dấu nga có thải. Bố nắng chung à? Nhưng mà bố khăn ta. Thải ấy. Ờ. Nga có thải như màu xíu ấy. Ờ. Nga khai nỉ gái ta khó là mà chẳng chung khô đền gái. À, cho đề bố nắng chung à? Bố nắng chung à? À. Nga nỉ chung bố tàu à?这里也可以。哎，那你吧，又拉。啊，都是你的吧？那
那我有空我就过来这里种嘛，看吧。但我有空我做吧，没空我就算了。好，好，谢谢阿姨。谢谢阿姨。我种那棵树不大，这都是你的。开树不大，俺家他还有，俺家他还有那些。他以那些文明不了，还等个长高呢。啊？你种不种啊？种啊，我买空心菜种啊，空心菜快一点。阿妹给他。都是你种的。那是我种啊，我不种都是他浇嘛。我的那些皮，那皮来我不种，我想种皮来，放到哪个浇你去嘛？那要怕油吧？那这里你知道在哪里买种子吗？买种子啊？啊，我想买。买种子，放得两度之后再买呀、啊。在网上买啊？农村拜访买。哦。这不要上去下来，啊，这，你都种不到啦，又要带小孩送啊，你他上学，他上学，怎么种啊？他上学，小狼绿，你要讲太，我八月上了，还有一个月吧。我不会种，但是我看到别人种菜，我才喜欢。你想种那边？我想学习一下嘛。不会种，看到别人种的喜欢。quyền sinh cái gì đó đất đang trồng á cả nhà. Vì nói cho cái bụng mày bự rồi mày giữ con nhỏ làm sao mà mày chồng được. Quyền nói tại Quyền thích chồng, Quyền muốn không biết chồng nhưng mà Quyền thấy người ta thích, người ta chồng á Quyền thích quá nên là Quyền xin chồng. Nè đi vô ăn cơm đi, đói bụng quá, gạo người ta chưa lại lấy nữa cả nhà. Tại vì thường thường là đi làm về giờ chiều tối người ta mới ghé lấy. Anh Hồng Bá anh tự nhiên anh đi ngang nhà cái rước hai mẹ con ra đây luôn thiệt chứ. Rồi anh nói là anh về công ty anh xuống hàng xong rồi anh chạy ra anh chở thêm một chuyến hàng nữa đó. Chuyến hàng này cũng gần nên là rủ dây đi theo nè, dây đòi đi theo nên Quyền cũng đi theo luôn. Dây thèm sữa kêu Quyền đi mua sữa cho Gia Yên uống nè. Mua cho một hộp sữa hết 3.5 tệ. Ở đây người ta cái quán tạp hóa này có cái tivi nè ông bà cô chú. Đa số mấy cái tạp hóa nào mà có tivi là nhiều người lại lắm. Quyền thấy bán chạy hơn mấy cái tạp hóa mà không có tivi nha. Tại vì mấy người người ta đi làm về, mấy người lớn tuổi người ta đi làm về cái ở chợ mà làm gì mà mua tivi. Chứ lại ở một mình trong phòng cũng buồn, bấm điện thoại cũng chán. Có tivi coi này gì nè, vừa đỡ phải tốn tiền điện nè, rồi vừa phải vừa đỡ tốn tiền điện thoại nữa. Mà Quyền thấy ha, chỗ nào mà bán tạp quá mà có cái tivi gì nè, người ta lại đông á. Cái nhiều người ta ngồi nó cũng mua nước uống. Thấy bán chạy hơn mấy cái tạp quá bên kia. Mấy tạp quá bên kia người ta đâu có gắn cái TV đâu. Có bên đây gắn cái TV thấy bán chạy. Tại người ta ngồi đây ngồi lâu quá, người ta cũng khát nước, ta mua nước ta uống. Nhiều người mua rượu, nhiều người mua rượu mua mồi, cái người lại đây ngồi vừa coi TV vừa uống vậy đó.
gì? Tha sư phi sang suy rồi. Vậy em hỏi Quyền sao chiếc xe này nó đi lên đây được vậy? Nó nói là vậy, nó là toàn là cầu thang không mà sao mà xe chạy lên được vậy? Cái Quyền nói nó bay lên. Cái vậy em nói xe không có cánh mà sao bay lên được vậy? Mắc cười quá à. Quyền. Có gì phi à? Điền nó không đâu có cánh đâu mà. Điền nó không có cánh sao mà bay lên được. Ha có thể theo sang lại à. Điền nói chiếc xe nhảy lên. Ồ. Má cái chuẩn là gì? Chiếc xe nói chiếc xe này đâu phải chiếc xe leo núi đâu mà ha, Microtron là gì ta? Không phải xe xe lửa. Chẹt. Mà làm sao mà lên được? Mắc cười. Họ hàng gì bị kẹt xe, ông bà cô chú bị đụng xe trước rồi. Hai chiếc đâm vào nhau. Hai chiếc xe con giờ đang lui đang tránh đường đó. Chỗ này hồi nãy không có bắt đèn, tới 8:30 không bắt đèn, mới bắt đèn lên căn nhà bởi vậy không có thấy đường lái xe, thành ra là đụng xe luôn. Hai chiếc phía bên đây nè cả nhà, hai chiếc phía bên đây nè. Nghiêm trọng thì tấp vô lề đường rồi điện cảnh sát lại giải quyết. Chắc qua lộ đặng tấp vô lề đường cho không bị kẹt xe. Cho họ ly tinh cho cái đường. Cái này ngã ba anh Hoàng Bá nó phải gắn cái đèn xanh đèn đỏ, tại vì xe nhiều quá phải gắn đèn xanh đèn đỏ mới được. Hồi nãy tới ba chiếc xe đụng đứt nhau, có đụng đầu nhau chứ. Ba chiếc là hai chiếc xe ô tô với một chiếc xe tải nhỏ đụng đầu nhau. Cái ta tắt vô lề, ta chờ cảnh sát lại giải quyết. Xin xin. Xin xin. Xin chờ nó đi. Chờ nó. Thì video của Quyền xin chia sẻ đến đây thôi bà cô chú ơi. Cảm ơn bà cô chú anh chị và các bạn đã yêu thương và ủng hộ cho kênh của Quyền. Ông bà cô chú anh chị và các bạn đã yêu thương kênh của Quyền thì nhớ bấm đăng ký, like và chia sẻ cho kênh của Quyền nha. Nhớ bấm chuông để nhận được thông báo khi có video mới. Bây giờ tạm biệt cả nhà, hẹn cả nhà vào video sau. Bye bye. Bye bye. Bye bye.